Xem hoài vậy à. Alice, Alice ơi, sao con hoài vậy hả? Sao hoài quá vậy hả? Hả, sao con hoài quá? Mình nghe coi. Sao quậy quá vậy? Không chịu đi ngủ hả? Hả? Cái gì? Sao quậy? Sao quậy? Sao? Chị ngủ chưa? Chị ngủ chưa? À, chị ngủ không? À. Chị ngủ chưa? Đi ngủ nha. Nha. Nha.